Ngày 27 tháng 4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức kỳ họp tháng 4. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung đề án đánh số nhà, gắn biển số nhà và ký hiệu số cho các đường ngõ của các làng thôn tại các xã trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, báo cáo điều chỉnh bổ sung tiêu chí xét học bổng trong đề án 2277 ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện, xã năm 2021, kế hoạch thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tờ trình xin chủ trương triển khai thực hiện công trình tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử Bắc Sơn huyện Ngọc Lặc, chủ trương tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2020 và 2021. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện thống nhất thông qua triển khai thực hiện các nội dung trên. Đồng chí yêu cầu những nội dung phải thông qua Hội đồng Nhân dân huyện, các đồng chí, đơn vị phụ trách khẩn trương hoàn thiện để trình Hội đồng Nhân dân xem xét phê duyệt để sớm đưa vào triển khai thực hiện. Đối với đề án đánh số nhà, gắn biển số nhà và ký hiệu số cho các đường ngõ của các làng thôn tại các xã trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tất cả các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ sử dụng ký hiệu của đường huyện, xã sử dụng ký hiệu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, số nhà phải được treo ở vị trí dễ nhìn, dễ thấy, không đánh số nhà đối với những trường hợp vi phạm trong xây dựng.